Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp lần thứ 19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, trên thế giới, theo công bố của WHO, số ca tử vong do COVID-19 hàng năm hiện chỉ bằng khoảng 1/5 so với một năm trước, nhưng vẫn còn ở mức cao. Một số nước vẫn phát hiện hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Ủy ban khẩn cấp về dịch COVID-19 thuộc WHO dự kiến sẽ thảo luận về các tiêu chí để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp tại cuộc họp của Ủy ban vào tháng 1 năm 2023, hiện Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 11,5 triệu ca mắc, hơn 10,6 triệu người khỏi bệnh và hơn 43.100 ca tử vong. 30 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trên 12.000 ca mắc mới, 11 ca tử vong. Số ca mắc mới trung bình 7 ngày đang ở mức 280 ca. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, hiện dịch bệnh được dự báo vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới trong thời gian tới. WHO cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hiện vẫn chưa kết thúc. Các biến thể mới có khả năng vẫn xuất hiện, có thể làm dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại, thậm chí lây lan phổ biến hơn cả Omicron, biến thể chính trên toàn cầu hiện nay. Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch, đồng thời tăng cường phòng chống các dịch bệnh lưu hành, bệnh mới nổi khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, adenovirus, cúm, cúm gia cầm, đậu mùa khỉ. Tôi đề nghị là ban chỉ đạo cùng với lại cấp ủy chính quyền các đồng chí giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm cụ thể hóa cái trách nhiệm cá nhân. Đấy. Trước đây còn đổ cho vaccine, nhưng còn bây giờ có vaccine rồi, chỉ đạo liên tục rồi, có hướng dẫn rồi, mà các đồng chí để ra xảy ra chết người, xảy ra cái hậu quả nghiêm trọng thì các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước các quy định của Đảng, trước quy định của pháp luật. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng. Bộ Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2023, sớm hoàn thành việc đánh giá hiệu quả vaccine. Cùng với đó, các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi thấp như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Trị, ra soát, kiểm tra, xử lý việc tiêm chậm cho đối tượng học sinh 5 đến 12 tuổi hiện nay. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng chống dịch, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tác dụng, hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong, khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là với COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Y tế ra soát, sửa đổi các quy định không còn phù hợp, khắc phục triệt để những vướng mắc bất cập về pháp lý liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, tạo thuận lợi cho ngành y phát triển vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, lễ Giáng sinh năm 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác, sáng ngày 23 tháng 12 đã đến thăm động viên chúc mừng tại Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Huế. Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc sức khỏe an lành đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và các vị chức sắc công giáo cùng toàn thể giáo dân trong mùa Giáng sinh an lành. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, đất nước ta đang dần phục hồi sau thời gian phòng chống dịch COVID-19 rất khó khăn, ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội. Nhờ sự đoàn kết của toàn dân, trong đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân công giáo, nên cả nước đã đẩy lùi được dịch bệnh, phục hồi kinh tế đạt kết quả khả quan. Năm 2022, cả nước tăng trưởng khoảng 8%. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh bày tỏ sự quan tâm của các cấp chính quyền đã lan tỏa, mang lại niềm vui cho người công giáo, qua đó xây dựng nhận thức, mỗi công dân dù theo tín ngưỡng nào cũng phải có trách nhiệm, cùng góp phần bảo vệ xã hội ngày càng tốt đẹp, bảo vệ nơi mình sinh sống.
Nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2023, ngày 23 tháng 12, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng đoàn công tác của Trung ương đã về thăm chúc mừng các chức sắc, tu sĩ, đồng bào công giáo tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Vũ Đình Hiệu cùng các chức sắc, tu sĩ, đồng bào công giáo đón Giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ mong muốn với phương châm kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Các vị linh mục, tu sĩ tiếp tục phát huy uy tín, vai trò, tuyên truyền vận động đồng bào công giáo, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, nhân ái, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, nhất là trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, đô thị văn minh. Ngày 23 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng sự hội nghị còn có các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện phương châm đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả phục hồi phát triển và 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, ngành Tài nguyên Môi trường đã hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kịp thời trong phản ứng chính sách, chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bằng thể chế, tạo thêm động lực cho phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm của quốc gia. Bộ đã chủ động các giải pháp bảo đảm các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế. Nguồn thu từ tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước đóng góp 15% thu ngân sách nội địa, góp phần đáp ứng các cân đối lớn cho nền kinh tế. Ngành đã chủ động triển khai các chiến lược kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, thu hút đầu tư nước ngoài cho phát triển năng lượng sạch. Đồng tình với định hướng mục tiêu nhiệm vụ của Bộ xác định năm 2023 sẽ bước sang một nấc thang mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cần khơi dậy khát vọng và tinh thần sáng tạo, quán triệt mục tiêu phát triển bền vững đúng xu thế, tăng cường đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng chỉ ra những dư địa mà ngành có thể làm tốt hơn về quản lý tài nguyên môi trường biển, tài nguyên môi trường đất liền, công nghiệp hạ tầng cơ sở, từ đó tạo ra những nguồn lực tốt hơn cho nền kinh tế đất nước. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế đã chủ trì và phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết trao giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân lần thứ nhất năm 2022. Đây là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phản ánh trung thực phong phú về các lĩnh vực của công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phát động từ tháng 12 năm 2021, cuộc thi đã nhận được hơn 700 tác phẩm phản ánh sinh động các lĩnh vực tuyên truyền, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác y tế, phản ánh công tác y tế cơ sở và các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của ngành y tế, biểu dương các tấm gương thầy thuốc, tập thể y tế tiêu biểu, các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân lần thứ nhất được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nóng nhất. Các phóng viên, nhà báo đã đồng hành sát cánh bên những y bác sĩ, bên những người bệnh để có những thước phim, tư liệu chân thực nhất về cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Khi chúng tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh tác nghiệp để làm ra tác phẩm vào tâm dịch thì cũng là một cái thời điểm rất là cam go. Và ngày hôm nay thì tác phẩm được ghi nhận ở hạng mục giải truyền hình đối với chúng tôi đó là một cái điều rất là xúc động, bởi vì là giống như là chúng tôi những cái việc mà chúng tôi làm đã có thể truyền cái tâm tư, cái xúc cảm của những y bác sĩ, những người cán bộ ngành y tế. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã vinh danh 57 tác phẩm gồm loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng quyết định trao 3 giải tập thể, 2 giải đặc biệt cho tác nghiệp ở tâm dịch và 1 giải đặc biệt cho tác giả là chính các y bác sĩ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 104 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Các nghị định được sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm y tế, cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, điện lực, nhà ở, đất đai, y tế.
Theo đó, thay vì phải nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ tài liệu về cư trú, khi thực hiện các thủ tục ở các lĩnh vực nói trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các giấy tờ như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Sau hơn 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện được sự nỗ lực kiên cường, bền bỉ trong việc thích ứng với bối cảnh có nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, để doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các cơ hội tăng trưởng đang chờ phía trước, thì việc cải cách thể chế kinh tế chính là yêu cầu tiên quyết. Thế nhưng, trên thực tế, quá trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang được đánh giá là bị chững lại và còn nhiều vấn đề cần sớm khắc phục. Theo thống kê từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện cả nước có gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng hơn 97% là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Cứ 10 doanh nghiệp gia nhập mới và quay trở lại thì có 7 doanh nghiệp tạm thời hoặc vĩnh viễn rút lui khỏi thị trường. Điều này phản ánh khu vực doanh nghiệp vẫn chịu những tổn thương nghiêm trọng trước sự khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước. Trong khi đó vẫn còn nhiều cơ chế chính sách không phù hợp hoặc thực thi không đúng. Ngay như luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp cũng gây khó từ quy định rất nhỏ. Trong luật 69 nó có câu là phải báo cáo các vấn đề khác mà thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên. Chính cái từ khác mà từ rất nhỏ này thôi, nó làm cho tất cả những cái quyết sách của doanh nghiệp nó bị chậm đến rất nhiều. Tại vì khác nó là cái gì? Không ai lượng hóa được cái khác cả. Và đối với người đại diện thì để cho đảm bảo, gọi là cho an toàn, cái gì cũng báo cáo. Chúng tôi hầu hết các nhà đầu tư đều nhìn nhận thấy là không cải thiện về thủ tục hành chính, các thủ tục về phê duyệt đầu tư cấp phép quả thực là vẫn rất là kéo dài. Luật quy định ví dụ 15 ngày, 30 ngày, nhưng thực tế nhất là những cái dự án mà liên quan tới đất đai quả thực là phê thủ tục phê duyệt 3 tháng, 6 tháng, thậm chí bất dự án bất động sản kéo dài tới 3 năm, 5 năm mà không được phê duyệt, doanh nghiệp quả thực là rất là bức xúc. Cơ chế thực hiện là có vấn đề. Theo nhiều doanh nghiệp, năm 2023 là năm tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, do đó thể chế cần có sự đột phá, thay đổi các cơ chế chính sách không phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Điều chúng tôi mong muốn nhất năm 2023 là tháo gỡ được những điểm nghẽn trong vấn đề chính sách và thể chế của việc xây dựng cái tài chính và vốn cho doanh nghiệp. Và cái thứ hai là tháo gỡ được những điểm nghẽn trong chính sách xây dựng cũng như là đất đai. Cái thứ ba, điều quan trọng nhất, đấy là cần phải giảm lãi suất xuống cho doanh nghiệp. Rõ ràng tiến trình cải cách vẫn là nội dung cần tập trung nhấn mạnh và nghiên cứu giải quyết nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng, giúp đỡ các doanh nghiệp. Quá trình cải cách phải thực hiện liên tục trong quá trình phục hồi kinh tế, đồng thời cần xem xét tạo thêm không gian, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân có động lực phát triển. Thưa quý vị, doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sản phẩm chất lượng tốt đã không bảo vệ được thương hiệu bằng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Nhiều doanh nghiệp thì chậm trễ và bỏ lỡ thời cơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình. Cà phê Trung Nguyên từng bị đơn vị nước ngoài chiếm thương hiệu. Võng xếp Duy Lợi bị mất kiểu dáng công nghiệp và các đối thủ Nhật Bản. Nước mắm Phan Thiết bị nhiều doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu bảo hộ trên toàn cầu. Đây chỉ là 3 trong số các nhãn hiệu có tên tuổi của Việt Nam từng liên quan đến việc vi phạm và tranh chấp thương hiệu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt đã không lường trước được rủi ro về việc nhãn hiệu của mình sẽ bị người khác đăng ký trước tại thị trường nước ngoài. Do vậy đã chậm trễ, chủ quan trong việc hoạch định kế hoạch đăng ký quốc tế nhãn hiệu của mình. Thực trạng hiện nay các doanh nghiệp cũng chưa chú trọng đến cái việc đăng ký cái quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký bản quyền để bảo vệ cho cái thương hiệu của mình. Do đó cho nên trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là có một số thương hiệu của Việt Nam nổi tiếng bị nước ngoài người ta là đăng ký bản quyền trước ở nước sở tại. Do đó khi mà hàng hóa của chúng ta sang thì bị là khiếu kiện về bản quyền. Việc bảo hộ nhãn hiệu mang tính chất lãnh thổ. Do vậy, nếu nhãn hiệu được bảo hộ ở Việt Nam, không có nghĩa là nhãn hiệu đó cũng được bảo hộ ở nước ngoài. Thương hiệu quốc gia phải được bảo hộ và Việt Nam đang rất cần những cơ quan ở quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thương hiệu. Thị trường trong nước hay thị trường quốc tế thì chúng tôi đều thực hiện các cái chiến lược để đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu sao Thái Dương để có thể khách hàng có thể nhận biết được
cũng như là chống các cái vi phạm hay là xâm phạm cái quyền bảo hộ cần thiết. Và đặc biệt là chúng tôi cũng có một cái đội ngũ pháp chế và luật sư để có thể là bảo vệ được cái quyền hợp pháp của cái nhãn hiệu khi mà cần thiết, khi mà có những cái xâm phạm. Khi dự định có các hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài thì cá nhân doanh nghiệp cần nhanh chóng đăng ký nhãn hiệu tại nước đó. Doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký không có nghĩa là nhãn hiệu đó sẽ được bảo hộ. Hiện các doanh nghiệp cần bảo hộ nhãn hiệu có thể đăng ký qua hệ thống Mantrid mà Việt Nam là thành viên, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đơn giản hóa thủ tục cho người nộp khi muốn đăng ký nhãn hiệu của mình ở nước ngoài. Tiếp theo chương trình, còn nhiều kẽ hở trong việc kiểm soát bóng cười. Tái hiện 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không qua múa rối nước. Thưa quý vị, bóng cười, nhắc đến hai từ này có lẽ đã không còn xa lạ. Vấn đề là ở chỗ vì sao một thú vui giải trí không lành mạnh như thế này vẫn tồn tại và không có dấu hiệu thuyên giảm? Phải chăng vẫn còn tồn tại những kẽ hở khiến cho việc kinh doanh, buôn bán khí cười, bóng cười vẫn tiếp diễn? Vâng, liên tiếp trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh khí cười N2O. Qua đấu tranh khai thác thì chủ các cơ sở đều thừa nhận việc kinh doanh này phục vụ buôn bán bóng cười. Rõ ràng việc những cơ sở này đang tồn tại cho thấy sự xem thường pháp luật để bất chấp kiếm lời hay pháp luật còn quá nhẹ tay nên tình trạng nhờn luật đang tồn tại. Đây là một cơ sở kinh doanh khí cười được Công an quận Cầu Giấy phát hiện. Vào thời điểm kiểm tra, tại kho có hơn 100 bình khí, loại to và nhỏ, trong đó 20 bình còn khí, gần 100 vỏ bình và 3 bình to. Chủ kho hàng này cho biết, khí sẽ được sang chiết từ bình to sang các bình nhỏ, sau đó đem đi bán cho các quán karaoke, bar trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thì rất hay đổi địa điểm liên tục, nên là gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Và đây chúng tôi phải trinh sát mất hơn một tuần mới phát hiện các đối tượng tập kết hàng ở kho này. Còn đây là vụ vi phạm tại một quán kinh doanh khác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Và đây là lý do cơ sở này cho hành vi vi phạm. Biết là bây giờ sau thời gian dịch, công việc nó cũng khó khăn, kiếm tiền nó cũng có. Do nhu cầu của khách, chúng tôi có kinh doanh bóng cười. Bọn tôi biết là vi phạm rồi, nhưng bây giờ xong kiểm tra rồi thì bây giờ ra bọn tôi chấp hành. Hiện nay pháp luật chỉ quy định về việc sản xuất khí N2O. Bản thân khí N2O cũng không được quy định vào danh mục chất ma túy, mà chỉ quy định là hóa chất công nghiệp hạn chế kinh doanh, nên nhiều đối tượng đang lợi dụng kẽ hở này để kinh doanh khí cười trái phép. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cũng mới dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở, tổ chức kinh doanh không đủ điều kiện, không có giấy phép. Vi phạm về kinh doanh khí N2O thì sẽ bị phạt hành chính. Mức xử phạt là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với tổ chức là kinh doanh cái khí N2O này mà không được có sự cho phép của cơ quan thẩm quyền. Lợi nhuận cao nhưng mức xử phạt còn quá nhẹ. Đây là một trong những lý do mà nhiều cơ sở kinh doanh bất chấp việc vi phạm, bỏ qua sự an toàn của xã hội để kiếm lời. Thưa quý vị, đến nay thì khí cười, bóng cười vẫn chưa được cho vào danh mục các chất cấm. Chính vì vậy mà việc kiểm soát kinh doanh loại hình này còn khá nhiều tồn tại bất cập và khó khăn. Thực tế thì không ít người cho rằng đây là một thú vui giải trí đơn giản, không nguy hiểm. Thế nhưng lại cũng không ít vụ việc cho thấy điều ngược lại, khi các chuyên gia đều đánh giá việc siết chặt hơn trong luật quy định để kiểm soát kinh doanh khí cười bóng cười là vô cùng cần thiết. Hút bóng cười 2 năm, nhập viện vì tổn thương tủy sống là một trường hợp vừa mới điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Còn tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, chuyên gia cũng cho biết tỷ lệ đến khám do sử dụng bóng cười cũng có dấu hiệu gia tăng, nhất là sau thời gian nghỉ dịch COVID-19 kéo dài. Trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi tiếp nhận có những đoàn khoảng 5-6 cháu vào với những trạng thái là đua xe sau khi sử dụng bóng cười NO2.
rất là nhiều. Có những trạng thái loạn thần rõ rệt, ví dụ như la hét, kích động, đập phá. Những trạng thái nhẹ hơn là cái trạng thái bồn chồn, bất an, lo lắng, sợ hãi, mất ngủ. Với những tác hại trên, rõ ràng mức độ nguy hiểm của bóng cười đối với sức khỏe, tính mạng của giới trẻ. Thế nhưng không có cầu, khó mà có cung. Việc không cấm người sử dụng bóng cười xuất phát từ quyền tự do kinh doanh và việc không cấm các cá nhân sử dụng bóng cười là một lỗ hổng lớn của pháp luật. Cơ quan chức năng của chúng tôi ra quân kiểm tra chặt chẽ đối với các cái cơ sở có đăng ký kinh doanh, thì họ sẽ tìm đến những cái điểm mà nhà nghỉ hoặc cái khu chung cư cao cấp để người ta né tránh cái việc kiểm tra xử lý đối với hành vi này. Để có thể triệt để trong kiểm soát bóng cười thì cần có những quy định mang tính răn đe mạnh, đồng bộ với cả bên bán và bên mua và sử dụng loại khí nguy hiểm này. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải có cái khảo sát, đánh giá cái tác hại của bóng cười, có thể đưa ra những cái giải pháp để phòng chống cái việc sử dụng cái khí N2O này. Một thú vui giải trí không lành mạnh sẽ tàn phá giới trẻ. Càng đáng sợ nếu nó ngày càng phổ biến và bị xem nhẹ. Đây chính là vấn đề không thể chậm trễ. Quá nhiều những kẽ hở trong việc kiểm soát kinh doanh, buôn bán khí cười bóng cười, và muốn bịt những lỗ hổng này không chỉ là sự vào cuộc tích cực từ lực lượng chức năng, mà hành lang pháp lý cũng cần cụ thể, mạnh tay hơn, và phần còn lại nằm ở phía người dân, gia đình và xã hội, để một thú vui giải trí không lành mạnh sẽ không thể tồn tại. Thưa quý vị, chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, tức công ty AIC, và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty AIC và các đơn vị có liên quan, tiếp tục với phần xét hỏi. Bản cáo trạng dài 64 trang được Viện Kiểm sát công bố tại tòa cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người thành lập đế chế AIC, trong quá trình phát triển đã tham gia vào trúng thầu cung cấp thiết bị y tế, giáo dục khắp các địa phương. Để dễ dàng trúng 16 gói thầu thiết bị y tế tại Đồng Nai, bà Nhàn không tiếc tay chi tiền thao túng lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và chủ đầu tư, 26 lần đưa hối lộ trong vòng 10 năm với hơn 43 tỷ đồng giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC và cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đều bằng tiền mặt, diễn ra ngay tại trụ sở tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Lần bà Nhàn đưa hối lộ nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, ba cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trên đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Khi được xét hỏi tại phiên tòa chiều nay, bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ của bản thân. Hội đồng xét xử thông báo đại diện nguyên đơn dân sự có yêu cầu bồi thường nhưng phía Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa yêu cầu cụ thể. Tại phiên tòa, phía ủy ban cho biết dựa trên kết quả của hội đồng thẩm định tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu bồi thường 152 tỷ đồng, yêu cầu những cá nhân có liên quan đến vụ án bồi thường. Thưa quý vị, sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Theo lễ công bố, công ty cổ phần TCP Việt Nam Red Bull là nhà tài trợ hàng đầu của các đội tuyển Việt Nam, gồm đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Chương trình hợp tác bắt đầu từ tháng 2 năm 2023 với mục tiêu tiếp tục góp phần nuôi dưỡng tình yêu bóng đá trong hàng triệu trái tim Việt và tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của các đội tuyển quốc gia lập thành tích, khẳng định tên tuổi và nâng tầm bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi nghĩ là cũng như các cái nhà tài trợ khác, luôn luôn đồng hành sát cánh cùng với các đội tuyển chúng tôi, để bên cạnh đó chúng tôi có một niềm tin, đấy, có một niềm tin vững chắc đấy, và có một cái chỗ dựa để chúng tôi làm thế nào càng ngày phấn đấu tốt hơn. Việc có thêm các nhà tài trợ sẽ là nguồn năng lượng tiếp sức cho các đội tuyển giữ phong độ tiếp tục nâng cao thành tích, đáp ứng lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Thưa quý vị và các bạn, khi kể về những câu chuyện trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, người ta thường biết đến những thước phim đen trắng, những cuốn nhật ký hay những lời hồi ức của những chứng nhân lịch sử. Nhưng không nhiều người biết rằng những ký ức hào hùng của trận chiến lịch sử Hà Nội 12 ngày đêm ấy còn đang được lưu truyền lại bằng một hình thức khác, một sự kết hợp độc đáo giữa lịch sử và nghệ thuật dân gian của dân tộc thông qua ký ức của một người anh hùng.
thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Không chỉ được biết đến là làng rối nước Đào Thục với những nghệ nhân nổi tiếng, đây còn là quê hương của một người anh hùng từng đánh B-52 bảo vệ bầu trời Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa năm 1972, anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Thế Văn. Tháng 12 năm 1972, tiểu đoàn pháo binh 77 do tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn phụ trách, trấn thủ trận địa ở Chèm, một trận địa sung yếu, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đầu não của Hà Nội. 12 ngày đêm khói lửa, Thượng úy Đinh Thế Văn đã chỉ huy đơn vị bắn rơi 4 chiếc B-52 trên bầu trời Hà Nội và là một trong hai đơn vị phòng không bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất của quân chủng, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vang dội. Bước qua những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc, người anh hùng trở về quê hương với những trăn trở, làm sao để lưu giữ những ký ức của cuộc chiến ngày ấy truyền lại cho các thế hệ sau này. Tôi là biết cái nghề phường dối từ năm lên 5 tuổi, cho nên tôi nghĩ ngay là đưa kịch bản của 12 ngày đêm chiến thắng Điện Biên Phủ hay không vào rối nước. Từng cử động của con rối, từng hoạt cảnh của trận chiến, tất cả đều được tái hiện một cách chân thực nhất bằng sự kết hợp tài tình của ký ức người chiến sĩ cách mạng và cái nặng lòng của người nghệ nhân với nghệ thuật dân gian. Cao xạ nha, tên lửa nha, máy bay nha, dân quân du kích nha, cái này là B-52 nha, cái này là F-4 nha. Bước tôi như là nó nạp lại tất cả những cái ký ức trong đời qua chiến đấu 12 ngày đêm, tất cả là nó nạp vào trong bộ óc cả. Cho nên về kịch bản dưới nước, tôi cũng suy từ cái bộ óc của tôi, từ những cái thực tiễn của chúng tôi làm. Những cái tiết mục đó có thể truyền lại hàng 300-400 năm về sau và vẫn có thể hình dung lại được cái Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm năm 1972. Sau khi thành công cái kịch bản này, tôi cảm thấy thích quá, đời cả mình đã truyền lửa lại cho lớp bằng nghệ thuật. Đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.